Xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, hiện nay tôi lại có mặt ở Lũng Lịch, xã Lương Thông, Thông Nông, bây giờ là Hà Quảng của Cao Bằng. Vừa rồi tôi đã quay một video về một đàn bò của chú Thành ở nhà chú Út, chứ chú Thành nhỉ, đây là nhà anh Út nhỉ. Đấy, đây là nhà anh Út của chú Thành. Anh chú Thành có tất cả là 3 người con, một con gái là 2 con trai nhỉ. Không, 4 con gái là 2 con trai. À, 4 con gái, 2 con trai á? Thế 4 con gái, 2 con trai, 6 người á? 6. À, thế vừa rồi cô bảo là có 4 người, cháu nghe nhầm hay sao? Vâng. Vâng, thế là đây là nhà Út, nhà chú Út đang nuôi 8 con bò. Bò chơi, dùng để chơi, tạm thời gọi là bò chơi nhá, vì tôi không muốn dùng từ kia để mà lên đưa lên YouTube thì YouTube nó kiểm tra những cái từ ngữ tôi dùng nên rất là khó đấy. Và ngay bây giờ tôi sẽ theo chú Thành đi thăm nhà của chú. Còn có 3 con chú nhỉ? À, vâng. Ba con. Vâng, cũng giống bò, cũng là loại giống bò chơi này à chú? Vâng, cũng mua từ Lào về. À vâng, mua từ Lào về. Đó. Tôi đang rất là háo hức, hôm nay thực sự rất là háo hức. Tôi vào đi khám phá chợ Lương Thông, châu bò Lương Thông để chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên đi lại nhầm ngày các bạn ạ, vì lần đầu tiên đến Thông Nông mà nói chính xác là nhiều lần đến Thông Nông nhưng mà không quan tâm đến chợ châu bò ở đây. Nên hôm nay bà đi khám phá anh lại nhầm. Mà trên đường đi khám phá châu bò, không chợ châu bò, không gặp được chợ châu bò, không đúng ngày thì hỏi dân. Và được người dân giới thiệu bảo là vào Lũng Lịch có rất là nhiều người nuôi bò, nhiều trâu, nhiều bò, nhà chủ yếu là bò thôi. Thì được một số người anh em, người quen, cũng như là bạn bè giới thiệu vào nhà gặp nhà chú Thành, nên rất là vui luôn. Chú Thành nuôi rất nhiều bò. Gần 3 số mà 4 số mà làm một số thì 100 hộ đấy. 100 bây giờ đấy. Vâng. Lũng Lịch ấy. Lũng Lịch. Bây giờ dồn lại thành 100 hộ á? 100 hộ. À vâng, 100 hộ đấy. Các bạn ạ, trên đường đi vào Lũng Lịch, con đường đổ bê tông rất là khang trang, rất là đẹp luôn, phẳng lì luôn, và hai bên lề đường bà con người dân tộc Minh, dân tộc Mông mình ấy trồng cỏ voi, hai bên lề đường xanh bạt ngàn, xanh ngút luôn. Và những cánh đồng lúa, những cánh đồng ngô chứ, xanh bạt ngàn, rất là thích luôn. Nói chung là bà con ở đấy rất là chịu khó làm ăn và làm kinh tế rất là giỏi. Đi nhiều nơi rồi, nhiều người được dân tộc Mông đồng bào của chúng tôi còn rất là khó khăn. Và nhiều nơi họ cũng làm ăn kinh tế rất là hạn chế. Rất là hạn chế, nhưng mà vào cái khu vực Lũng Lịch này họ nuôi nhiều trâu bò nên kinh tế khá là tốt, khá là phát triển các bạn nhé. Tôi không dám nói là rất là phát triển mà là khá là phát triển so với nhiều nơi khác. Đó, những ngôi nhà sàn được lợp bằng ngói máng, ngói âm dương. Đây này, 3 gian, rất là đẹp luôn. Đó, hình ảnh rất là đẹp. Đấy, tôi rất là mong muốn đi nhiều nơi khám phá mảnh đất Cao Bằng của chúng tôi để chia sẻ với các bạn, và rất là mong muốn sẽ thấy những hình ảnh phát triển như thế này. Đó, đây, cánh đồng ngô đi vào nhà chú Thành này, tôi đang theo chân chú Thành đi xem 3 con bò nhập từ Lào về. Đó, thôi nói nhiều quá, nói lặp đi lặp lại suốt, không biết nói gì đây. Mục đích là đi xem 3 con bò đã và thăm nhà chú Thành. Đó, chú Thành là người trực tiếp đi nhập từ Lào về, đi từ năm 2008-2009 rồi. Các bạn có nhu cầu mua bò thì hãy liên hệ với chú Thành nhé. Chú Thành, chú đọc số điện thoại để cháu giới thiệu đến với mọi người được mà. Điện thoại của chú là như thế nào hả chú? Hả? Số điện thoại của chú là như thế nào à? Số điện thoại của chú á? Dạ. Lấy chú đọc đi, chú đọc đi, cháu thu thanh được mà. Không nhớ à? Tí lấy sau, thì lấy sau. Ồ, đây. Cháu chào cô ạ. Có con chó nào không? Cháu sợ con chó cắn lắm. Không có phải không? Vâng. Thế ở đây có 3 ngôi nhà, thì đây là nhà của chú và nhà đằng sau là nhà hàng xóm à? Nhà kia là nhà của chú. Ông chú em trai của chú Thành á? Vâng, không phải chú em trai của bố chú ấy. Vâng. Xong nhà bên kia còn một nhà. Bên kia không có. À không có. Đấy kia là con trai của thằng chú này. À lại con trai của ông chú này, vâng. Đấy các bạn ơi, ngay trước mặt chúng ta đây là con bò. Đúng, gọi là cái giống bò chơi thôi. Có thể sừng nó lệch hay sao chú nhỉ? Sừng nó lệch tí. À nó ra. Cái lúc đẻ rồi á? Vâng. Nhưng mà con này là đẻ ở nhà mình hay là lấy từ Lào? Con này lấy từ Lào phải không? Lấy từ Lào về rồi. Nhưng mà sừng lệch thế này chú cũng chọn à? Vì thấy nó có gì nó đặc biệt? Tốt lắm. À thế á? Vâng. Các bạn ơi, con này nó tham gia thi đấu rất là tốt. Chú Thành bảo thế. Ừ. Rất là tuyệt vời luôn. Chú Thành ơi, con này thì đi từ từ đi, nói chuyện với cháu một chút vậy. Vâng. Đây. Ở đây
Ở đây cũng gọi là chăn như ấy, lá cây, cỏ cây hoa lá hết các bạn nhá. Cái cỏ cây tự nhiên ấy và một ít cỏ voi thì trồng thôi. Vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn cái clip trước đấy ấy. Bà con đi lên rừng hái những cây rừng về thái, dùng máy máy thái thái ra xong chăn. Thì như thế thôi. Con này rất là to đấy, con này nặng phải tầm 4 tạ rưỡi mà, đến 5 tạ không? 5 tạ hơn tí đấy. Hơn 5 tạ đấy. Ừ. Con này lúc nuôi bao nhiêu lâu rồi chú? Con này năm ngoái mua rồi. Nhà năm ngoái được 1 năm rồi. Ừ. Con này bao nhiêu tiền? Lúc mua bên đấy khoảng mấy tiền? Con này? Dạ. Con này mua 90 về. À con này 90 triệu đấy. Vâng. 90 triệu. Vâng. Nói chung là sừng nó hơi chéo một tí nhưng mà thi đấu tốt phải không ạ? Thì đó tốt lắm đấy. Nó đánh hất nào cũng mốc. À. Chú Thánh cháu hỏi một chút là mọi khi mình từ lúc nuôi mình nuôi như cái bò này là nuôi lâu rồi phải không? Con bé mình đã có phong tục nuôi rồi nhỉ? Nuôi lâu rồi. Dân tộc mình nuôi nhiều. Nhưng mà đến nhà nước thì có hội thì lấy đi hơn. Thi đấu. Vâng. Cái ạ. Vâng. Mình ngoài chăn nuôi những loại bò này ra mình còn chăn nuôi bò thịt không? Bò thịt các thứ có. Bò thịt không chăn là lấy về bán thôi. Ừ, à, lấy về bán này, không nuôi à, không chăn à. Thế đặt bò giống của mình ở trại thì cũng giống bò này hết à? Giống bằng này, giống như này á. À, thế á, thế được đấy. Thì cháu sẽ đi khám phá tiếp. À, vâng, đấy. Đây còn một cái chuồng để không này. Ngoài ra còn có 2 con ở đây nữa các bạn ạ. Đó, cái clip trước đấy tôi đã giới thiệu 8 con ở phía dưới nhà dưới rồi. Đấy. À, nuôi cả chim à chú? Ờ, nuôi cả chim. Họa mi nhỉ, hay khiếu? Vâng. Họa mi. À, mèo vạc, cháu lên mèo vạc nhiều mà, cháu đi mèo vạc 2-3 lần rồi. Đấy, có chợ mèo vạc các bạn người Mông đem về, bán nhiều lắm. Chim mà chủ yếu là họa mi thôi chú nhỉ? Có nhiều mèo vạc, chim cũng nhiều. Đồng văn nữa chú ạ? Đồng văn. Lũng phin nữa. Đấy, lũng phin nữa. Cháu đi khắp và khám phá dưới đấy, chú nói cháu hiểu đấy. Đó, đi Hà Giang cháu thích cả núi cảnh núi rừng Hà Giang đẹp lắm. Núi rừng và con người đưa sơ mộc mạc, người dân tộc Mông mình rất là thật thà chất phát. Cháu cũng là người dân tộc nên cũng thích cái tính cách đấy lắm. À, các bạn ơi đây, con này cũng to này, to béo này. Và con cái giống bò này hơi vàng vàng. Đấy, bọc những cái sừng này vào là mục đích là để bảo vệ cái sừng không bị cho nó chảy xước, bị nó hỏng sừng các bạn nhá. Vừa rồi nói chuyện với chú Thành thì chú Thành có kể như thế. Đó, con này lúc mua về khoảng bao nhiêu hả chú Thành? Dạ. Con này lúc mua 6 năm về. Mua 6 năm rồi đấy. Mua về bò 1 2. À. Mua về gầy về bây giờ béo vậy. À lúc mua gầy bây giờ béo béo to nhỉ. Đây. Đấy, cô lại đi lấy được một gánh nữa rồi á? Vâng. Alo, chịu khó thế đi chỗ vừa rồi á? Ờ, đi chỗ mà dốc vừa rồi á? Vâng. À mình lấy xe máy đi lấy suốt đấy nhỉ? Vâng. Xe máy tiện. Vâng, rồi giỏi quá. Xe máy đi mệt, nhưng lâu lắm, mất thời gian lắm. Vậy tận dụng xe máy thì có đường xá đi lại được nữa mới được cơ. Vâng. Đấy, đấy, những người dân tộc Mông chịu khó làm ăn thế này, tôi rất là khâm phục. Tôi rất là thấy cảm thấy rất là tự hào thật các bạn ạ. Rất là tự hào luôn. Họ làm kinh tế, phát triển kinh tế rất là giỏi thế này. Nhiều cái phải học hỏi đấy. Đó. Như vào khu vực Xuân Trường, Bảo Lâm, Bảo Lạc, bà con ta, người dân tộc Mông rất là khó khăn các bạn ạ. Ở đấy thiếu nước, thiếu thốn, à, người dân tộc Dao đỏ đó chứ. Dân tộc Dao chứ, thiếu thốn rất là vất vả cuộc sống. Nhưng mà thấy nhà chú Thành biết làm ăn kinh tế này tôi rất là thích, rất là mê luôn. Chắc chắn tôi sẽ vào nhiều dịp vào đây, tôi sẽ đến thăm đàn trâu, đàn bò của chú Thành rất là nhiều để tiếp tục chia sẻ với mọi người. Đó. Con này cũng to đẹp. Có thể mua đắt đấy con này. À, con này mua đắt à? 180 triệu. Vâng. Ôi trời ơi. Cá cược ở trên Bảo Lâm thì cũng thắng ấy. Thắng không? Thắng rồi. Cá cược đem đi thi đấu ấy. Đi thi đấu thì. Ở Bảo Lâm ấy. Ừ. Ồ, 180 triệu được mua về. Ừ. Bây giờ nếu mà mình bán nói vui vui là bán ngoài thị trường khoảng bao nhiêu thì bán được? Con này nhưng mà tính bao thịt là 670 chẳng qua là tính giá trị để tính chơi giá ấy. Trị về bộ chơi thì bộ chơi là đắt tiền lắm. Vâng. Tính giá thiệt thì tầm 6-70, đúng là như thế thật, chính xác, nói không phải đùa với mọi người. Vâng. 6-70 thế này thôi, bỏ thiệt đấy. Nhưng mà nếu mà tính bò chơi thì nó, bây giờ khoảng bao nhiêu mình thách giá khoảng bao nhiêu bột để chơi ấy? Bò chơi là cũng thích giá, cái này phải 200 triệu thôi. 200 mới bán, đúng không? Ừ. Phải 200 mới bán. Lúc mua về đã 180 rồi mà. Vâng. Đúng không chú? Năm ngoái mua rồi. 180 rồi mà đúng không? Ừ. Con kia là bao nhiêu nhỉ, vừa quên mất. Đó. Con này 6, à, 90. Mua 6 năm rồi. À 6 năm nhỉ. Mua về gầy, bên nội biểu. À nuôi gầy lắm đúng không? Bây giờ bán khoảng bao nhiêu?
Nếu mà 80-90 ấy. Tầm 90 đấy. Vâng, con ngoài kia thì khoảng bao nhiêu chú nếu mà mình bán ấy? Kia cũng là cũng 100 thế đó. 100. Vâng. 100. 300, 300, tầm 400. Vâng. Riêng ba con này ấy nhỉ? Vâng. Ba con này dùng nếu mà tính giá bò để chơi các bạn nhá thì phải tầm 400 triệu rồi. Đó, lúc mua rất là đắt rồi. Còn bò thịt thì không bằng cái giá như thế các bạn nhá. Đó, giải thích với các bạn biết không, các bạn lại bảo là tôi nói điêu nói phét, không thật thà luôn. Đó đây, ngoài ra chú còn nuôi lợn này. Vâng. Lợn mình cũng chăn tự nhiên này không nhỉ? Tự nhiên này. Nhưng con này nuôi được bao nhiêu lâu rồi chú? Con này gần năm rồi ấy. Gần một năm rồi đấy. Ồ, nhưng con lợn này nuôi thịt thì khỏi nói rồi. Vâng. Thơm lắm chú ạ. Vâng, thơm chứ, bò thịt lợn này. Vâng. Để đến Tết à? Tết. À. Là tháng 7 đó là dặn tháng 7 ấy. Vâng. Chú ơi, cháu hỏi là có bao giờ gặp những con nào mà có nanh dài không? Nuôi nanh dài con không? Hả? Có bao giờ gặp những con nanh dài không? Không có. À, không có đâu, đúng không? Và mình nuôi bằng này con thôi à? Bộ ba con thôi à? À, có lần nái trong kia một con nữa ạ? À? Vâng, con mẹ. À, được rồi, chú sang bên này để cháu quay ở đây một tí này. Lấy hình ảnh bên này đẹp hơn. Ôi rồi. À, đây. Đẹp thế chú, mà nó cũng rất là hiền, con nào cũng hiền nhỉ? Hiền chứ, mà thả ra nó cũng hiền luôn, đồ này thả ra ác lắm. À thế á, à? Thả ra là nhảy ấm ấm đấy. Vâng. Ôi giời, rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ, cực kỳ tuyệt vời luôn. Các bạn ạ, tôi lui lại một tí để quay các bạn xem những cái máy thái chuối, thái rau cỏ củ quả cho mọi người xem. Chú thấy ngay cái máy này là mình mua ở chợ thôi mà nhỉ? Ồ, cái máy này mua ở chợ ấy. Đấy, các bạn ạ, bà con ta đi lên lấy cỏ voi này, đi lên rừng hái những cái lá rừng mà châu bò hay ăn ấy, đem về thái bằng cái máy này nhá, và chăn bằng cái lá rừng với lá cây rừng thôi, cùng với lá cỏ voi thôi. Những con bò trị giá trăm hơn 200 triệu, rất là tuyệt vời luôn. Đây, cỏ thì lúc nào đầy luôn. Cô ơi, còn nhiều thế này mà sao mình lại lấy nhiều thế ạ? À? Bò phải chăn nó. Chăn nó liên tục á? Ờ, chăn nó no, nó mới béo. Alo. Chăn cháo nữa. Chăn cháo á? Vâng. Chú bảo là không cho bột ngô, bột gạo các thứ mà cô lại chăn cháo nữa. Chăn cháo tí nữa. À, vẫn chăn. À, mình một ít cháo nữa. Cháo ngô hay là cháo gạo à? Cháo ngô. À, cháo ngô ấy. Vâng. À, thêm một ít cháo mỗi ngày cho nó một ít á? Ít á. À. Bây giờ mình còn nồi cháo nào không? Không nuôi cháo, chỉ lấy ngô vào và để nuôi cháo cùng lợn đấy. À, cháo lợn khi nào nấu lợn cho vào thôi đúng không? Vâng. À, đây. Lợn ăn thì bò ăn. À, lợn ăn cho bò ăn. Các bạn ấy cỏ voi à? Rất là non và nó mập mạp thế này mà. Cô chú thế nuôi nhiều thế này, cô chú chẳng thấy vất vả lắm à? Không vất vả đâu, nhưng thôi mình làm được. Càng nhiều, càng làm nhiều càng nhiều, càng kiếm được. Vâng, mình lao động vất vả đi nhiều thì mình khỏe hơn, và mình lại kiếm được tiền nhiều hơn, mình lại càng vui hơn, cuộc sống mình tốt hơn đúng không? Rất là tuyệt vời các bạn này, gặp những người gương mặt đấy thì nhà nước là giúp đỡ để cho cái hộ nhiều kia là năm nào mình cho nó cũng là nghèo nhiều. Vâng, cũng là không đi làm nữa. Không, đúng rồi. Vâng, đấy chú không được ăn rồi. Chú nói chính xác đấy. Các bạn ạ, có những người làm ăn, biết làm kinh tế thì họ luôn luôn phấn đấu, không chờ đợi vào nhà nước đâu. Họ luôn luôn phấn đấu để mà cuộc sống mình ngày nào cũng tốt hơn. Nếu mà chờ đợi vào nhà nước thì làm sao mà nhà nước hỗ trợ được hết mọi người, vì nó đông, vì cái số lượng đấy rất là đông, số lượng những người nghèo cũng khá là nhiều, nhà nước chỉ hỗ trợ được một phần nào thôi đấy. Nói tóm lại là phải tự lực cánh sinh, tự vươn lên thôi các bạn ạ, tự vươn lên thôi nhá. Đó. Xong mà những người mà họ không có ý chí làm ăn ấy, họ ý lại nhà nước thì không bao giờ phát triển được đâu. Không bao giờ phát triển được. Trước là bố mẹ sinh ra mình còn 9 con, 6 con trai là ba gái thì là mình tự do làm là tay trắng của mình làm được thì mới bao nhiêu cũng chờ bố mẹ thì lấy đâu. Chính xác, chú à, chú giỏi lắm. mình lớn rồi mình mới phải ra ngoài đi từ chậm xã hội mình xem đi xem lại. Đúng rồi. Và làm cái gì ra tiền? Làm cái gì mình phải là ví dụ mai là chợ, hôm nay mình cắt cổ, mai là 1-2 giờ mình phải là bắt đầu đi chợ, là chơi trắng là mình phải đi đến chợ. Rồi. Mua cái gì thì mình phải chú phải tính toán. Mua hết, tính toán. Tính toán để chú cho ạ. Nó đảm bảo là nhưng mà được một tí về mình lấy là mình cũng nuôi bà con ấy. Đấy, đúng rồi. Vâng. Mình nói chung là chú biết tính toán, làm ăn kinh tế giỏi. Chú phải, tức là mình căn cứ vào cái thế mạnh của địa phương mình nữa. Ví dụ thế mạnh của mình có thể nuôi được trâu, được bò hoặc là nuôi lợn cái gì đấy, thì mình có cỏ voi các thứ trồng nó hợp lý nữa nhỉ. Thế thì nó phải hợp với địa phương nữa mà. Và chú cũng biết tính toán. Hôm
hôm nào mình có thời gian tí là mình lại phải dùng bà con đi trùng cổ này, thế này nó lấy vào chăn bò này là nó béo thì dắt ra chợ bán cũng là tiền hết. Đúng rồi, chính xác đấy. Chú cũng đi hướng dẫn bà con trồng cỏ voi các thứ đấy. Dù cùng nhau đi trồng là phát triển kinh tế. Hướng dẫn tí lại đi trồng không được nghỉ tí nào à? À, bận rộn. Thế ở đây chú có tham gia công tác ở xóm gì không? Trước là chính ba là tham gia công tác ở xã, ở xóm thì làm xóm trưởng. Trưởng xóm? Ở xóm được 13. 13, 13 năm á? 13 năm, tức là không chú là văn hóa thấp thì không biết chứ thì để cho các... người khác trẻ hơn làm hơn, người trẻ làm hơn. Bây giờ mình lui về ở ẩn. Nhưng mà mình giỏi làm kinh tế này, bà con nghe mình và mình nêu gương của mình, họ có uy tín, họ bầu mình lên đúng không? Đúng rồi. Đấy, rất là giỏi luôn đấy. Văn hóa mình thì có thể là thiệt thòi, cái mình ở vùng sâu vùng xa, mình đi lại mà thứ khó khăn thì mình học hành không được học hành đến nơi đến chốn. Ông bà mình ngày trước không có điều kiện đấy nên không đi học được, các bạn ạ, cái đấy phải thông cảm thôi. Nhưng mà làm kinh tế này rất là giỏi rồi, có ý chí này rất là tuyệt vời. Đấy, những con lợn ở đây. Bây giờ là thăm được hai vị trí rồi. Một là cái trang trại của nhà chú Út, nhà con Út của chú Thành. Và thứ hai là cái trang trại ba con, hiện tại là ba con của nhà chú Thành với cô Mị. Tôi rất là thích, bây giờ hiện tại tôi đã thích tò mò tiếp theo cái clip tiếp theo. Muốn đi thăm cái trang trại mà nhiều châu bò nhất và giống châu bò, chủ yếu là giống châu bò, những con bò chơi này nuôi giống ở Đảm Bảo ngoài đồng cách đây một đoạn ấy. Tôi rất là mong muốn là chú đưa đi thăm để lấy một cái clip nữa để chia sẻ với mọi người để biết chú Thành nhiều hơn. Hy vọng là như thế. Các bạn ơi, như vậy tôi vừa quay một cái clip về những con bò chơi của chú Thành ở xóm Lũng Lịch, xã Thông Lương Thông, huyện Thông Nông, nay là huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đến với các bạn. Các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé, bằng cách là bấm vào cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm vào cái chuông bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye. Thì chú lại nuôi bò nhiều thì đi Lào mua được nhiều, chú lại năm nào cũng tổ chức là tháng 7 là thi đấu. Tổ chức bò trội ở lúng bẫy của chú đấy là 10 Hà Quảng này, 10 Bà Lâm này. À, sang đây đấy. Chở sang đây để trội đấy. Đúng rồi, và chú tổ chức là tổ chức cá nhân thôi. Cá nhân cháu hiểu rồi. Vâng. Tổ chức cá nhân thôi, cháu hiểu. Báo cáo xã này, báo cáo là ban tổ chức là lên và rồi mình tham khảo mình để quay phim cho mình không? Là tính như thế thì mua bò về bán thì phải làm thế, thì mà nông thôn mình ai cũng thích thì mới bán được mà được rồi, cháu. Vâng, hóa như thế. Vâng. Ngày trước cháu còn bé, cháu thấy các hội hè có những cái phong tục thi đấu này rất là nhiều, nhưng mà gần đây một số cơ quan họ không khuyến khích hay sao ấy. Vì cháu được biết chú ạ, cháu được biết là vừa rồi cũng kể với cô là các cơ quan tổ chức của thế giới ấy, nó thương những con vật, nó thương quý con vật, con lợn, gà, trâu, bò, những con vật nói chung là gần gũi với con người, nó hiền và nó không thích hai con đấu nhau để mà nó mệt đấy. Nó bị thương là nó chỉ có lúc chảy máu sữa xác ấy. Nó thương những con vật như thế. Đặc biệt là những con ở Hải Phòng có những cái chợ mà nó còn ấy, trâu nó mạnh hơn cơ. Nên là họ không khuyến khích lắm. Nhưng mà đây là cái phong tục của bên chú thì cháu không khuyến khích, mà cháu không động viên. Cháu cũng không phản đối, nhưng mà cái phong tục của chú đó, chú cũng mà khi tổ chức là mình cũng thông qua xã để xã biết hết mà nhỉ. Thông qua xã. Xong mình mời ở Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Giang sang đây chơi, cùng nhau giao lưu đấy. Nói chung nói vui vui là giao lưu đấy. Nó chợ bò về đấy. Vâng. Chợ để giao lưu, không phải là cá cược đâu, chẳng phải là giao lưu. Đó, giao lưu để là mình nuôi được lợn này thì mổ con lại. Tham khảo cùng nhau nói chuyện giao lưu. Để giao lưu đi ban đi. Cháu hiểu rồi. Vâng. Vâng. Tức là mình không tham gia đấu tiền đâu, mình 10 anh em, những người cùng nhau sở thích về xong thịt một con lợn để giao lưu trò chuyện kinh nghiệm với nhau thôi, để cùng nhau phát triển kinh tế. Đấy, nuôi bò để phát triển kinh tế và để giao lưu gọi là cái gì nhỉ? Làm cái giải trí đấy. Ngoài ra đây còn những con họa mi này mình bắt ở đây á, đi bẫy ở đây á. Họa mi này mua về rồi. Mua về thôi nhá. Thế. Đó, bà con bò rất là to rất đẹp. Cảm ơn cô Mì nhiều nhá. Chúc cô nhiều sức khỏe nhá, cố gắng nhá, phải cố gắng. Ồ, trong này còn có cái khen nữa các bạn ạ. Khen của chú. Quay. Khen hay lắm ạ. Thế á? Để chú tổ một khen cho chú xem ạ. Được rồi, hôm nào cháu vào đây cháu sẽ vào nhờ chú thổi khen sau. Nhưng mà những cái bài này là khác nhau không hay ở trên mạng nó có ở khác nhau chú? Cũng là khác nhau tí, là không tổng khác nhau tí. Thế á?
Đấy, chú là người dân tộc Mông mà. Từ từ đã thì cháu quay sau chú ạ. Thì cháu làm cái clip này xong đã. Các bạn ơi, tí nữa tôi sẽ quay clip về xem chú Thành thổi kèn đến với các bạn nhá. Còn bây giờ video về châu bò tôi tạm dừng ở đây đây. Các bạn xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi bằng cách là bấm nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình và bấm một cái chuông bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.